Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn một cái ứng dụng mà phục vụ cho các bạn mới thực hiện lập trình Arduino và muốn gửi truyền thông tin từ điện thoại Android qua sóng Bluetooth đến Arduino. Thì ở đây mình đã viết sẵn một ứng dụng để nó có thể gửi một số cái thông tin cơ bản nhất từ điện thoại Android của bạn đến cái Arduino của bạn. Thì bước đầu tiên các bạn muốn sử dụng ứng dụng này thì các bạn trước hết các bạn cần phải kết nối Arduino và pair hay là ghép cặp với cái module Bluetooth của mình. Thì đây mình sử dụng là HC06, thì ở đây mình đã ghép nối sẵn ở đây rồi. Thì các bạn chú ý trước khi sử dụng cái app này thì các bạn chú ý là ghép cặp trước, nếu không thì sẽ không thể sử dụng được. Thì ứng dụng mà mình sẽ post link ở dưới link dưới đây, thì giao diện chương trình, các bạn ấn connect, để thực hiện bật. Thì đây nó sẽ liệt kê tất cả các cái thiết bị Bluetooth đã ghép cặp. Thì đây mình chọn HC06. Nó có thể hiện nhiều hơn nếu như các bạn có danh sách, một list các danh sách các thiết bị đã ghép cặp. Đây mình có 4 cái option cơ bản, đó là gửi dữ liệu, điều khiển đèn LED, điều khiển đèn LED 3 màu và điều khiển xe với cái motor L298 của mình. Về sending data thì đây các bạn có thể gửi một cái data bất kỳ, ví dụ ở đây mình gửi một, thì ở đây mình đã điều khiển đèn LED bằng tín hiệu mình gửi ký tự 0 và 1. Thì các bạn có thể thấy ở đây nếu một là bật, còn 0 là tắt đó. Nếu như các bạn trường hợp các bạn muốn gửi một ký tự đặc biệt mà không phải những cái mà mình đã setup sẵn thì các bạn sẽ có thể dùng chức năng này. Chức năng thứ hai đó là điều khiển đèn LED. Thì ngoài việc gửi dữ liệu custom của các bạn, customize của các bạn, dữ liệu của các bạn, thì mình ở đây mình có làm sẵn những cái cơ bản như bật đèn LED với 0 và 1. Thì ở đây mình sẽ gửi 1 để bật đèn LED và gửi 0 để tắt đèn LED. Thì khi lập trình Arduino thì các bạn có thể bắt từ cổng serial, dùng sử dụng dây thép serial và sẽ bắt được 0 và 1. Ở đây mình sẽ gửi 1 và gửi 0. Do vậy các bạn có thể tùy biến trong code Arduino của bạn. Tiếp theo một cái mà mình cũng đã thiết lập sẵn đó là sử điều khiển đèn LED 3 màu. Thì với đèn màu đỏ thì mình sẽ gửi tín hiệu chữ A lớn, chữ A in hoa để bật và chữ A nhỏ, chữ R nhỏ để tắt. Tương tự với R, G và B. Mỗi button mình đều ghi cái tín hiệu mình gửi xuống Arduino ở ngay bên cạnh trong cái nút. Tiếp theo là mình cũng làm sẵn cái module điều khiển cho motor L298, module L298. Thì ở đây các bạn có thể thấy là chữ Q mình có ghi tất cả các cái tín hiệu mà mình gửi, các cái data mình gửi cho Arduino ở đây. Ví dụ đây chữ ấn nút này nó sẽ gửi chữ Q in hoa, nút này nó sẽ chữ W in hoa, đây chữ E, đây chữ D. Đó, còn giả sử các bạn mà muốn gửi một số thông tin mặc định thì các bạn có thể chọn cái option đầu tiên, đó là gửi data của bản thân các bạn. Còn ba cái option dưới là mình đã thiết lập sẵn để cho các bạn có thể sử dụng ngay mà không cần phải sử dụng một loại dữ liệu đặc biệt gì. Vậy thôi, các bạn có thể download và sử dụng ứng dụng ở đường link bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.